Em sẽ là mùa xuân của mẹ, em sẽ là màu nắng của cha. Em đến trường học bao điều lạ, môi mỉm cười là những nụ hoa. Trang sách không nằm mơ màng ngủ, em cúi đầu lên những vần thơ. Em thấy mình là hoa hồng nhỏ bay giữa trời làm mát ngày qua. Trời mênh mông đậm hiền hòa, bàn chân em đi nhẹ nhẹ đưa em về tình người bao la. Cây có rừng bầy chim làm tổ, sông có nguồn từ suối chảy ra. Tim mỗi người là quê nhà nhỏ, tình nồng thắm như mặt trời xa. Chắc hẳn là quý vị khán giả cũng đã nhận ra những giai điệu quen thuộc đến từ ca khúc Em là hoa hồng nhỏ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua phần thể hiện của kênh ca sĩ Vivi, đã đem đến cho chúng ta một làn gió rất là mới trong Thanh Âm Hạnh Phúc ngày hôm nay. Xin được chào đón Vivi, xin được chào đón tất cả quý vị đang cùng đến với Thanh Âm Hạnh Phúc. Chương trình được phát sóng vào lúc 21:10 tới thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào em chào anh Bảo, chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Thanh Âm Hạnh Phúc. Cảm ơn Vi ngày hôm nay rất là nhiều luôn. Chắc là lần đầu tiên mà Thanh Âm Hạnh Phúc thấy trẻ như vậy. Thông qua một bài hát rất là dễ thương mà em đã mang tặng đến dành cho chương trình cũng như cho quý vị khán giả. Ngày hôm nay em cảm thấy như thế nào khi mà đến với một cái chương trình mình được hát live và mình được hát lại một trong những ca khúc có thể nói rất là nổi tiếng? Dạ, em cảm thấy rất là vinh hạnh và cũng như là rất là hạnh phúc, bởi vì bài hát này thì em chỉ hát cover ở trên mạng xã hội một đoạn rất là ngắn thôi và được các bạn đón nhận rất là nhiều. Là hôm nay em lại có cơ hội được hát chung với ban nhạc của Thanh Âm Hạnh Phúc full bài thì em rất là vui. Dạ, thưa quý vị, ở đây là một cô gái mà có thể nói rằng là tuổi trẻ tài cao, rất là nhiều những tài năng, không chỉ là viết nhạc mà còn là làm văn, nhà thơ rồi viết cả nhạc cho xứ sở miên man của Trung Phạm là đúng không? Ngày xưa là còn đi làm những ngành nghề khác nữa. Rồi ơi. Làm sao mà một tuổi trẻ như vậy mà lại có thể đầy sống động và rất là nhiều những cái ước mơ mà mình mong muốn theo đuổi? Thật ra thì lúc mà em tốt nghiệp đại học thì em có mang trong mình hai ước mơ. Một là ca hát và hai là em mong là có thể xây được nhà cho ba mẹ em, sửa nhà thôi. Sửa nhà, bởi vì cái nhà của em lúc đó cũng khá là nứt nẻ các thứ, nói chung là sẽ rất là nguy hiểm nếu mà cứ ở như vậy hoài. Thì em có hai ước mơ đó, nhưng mà mọi người cũng biết là để sửa được nhà thì không phải là chỉ ngày một ngày hai mình có một cái số tiền lớn để mình làm chuyện đó, mà theo đuổi ngành âm nhạc á thì lại rất là quan trọng cái tuổi trẻ, nên là em cũng suy nghĩ rất là nhiều, không biết là mình nên làm cái gì trước. Thì cuối cùng em nghĩ là em thấy hạnh phúc hơn nếu em làm xong cái nhiệm vụ, là không là nó là nhiệm vụ, tại vì ba mẹ em không bắt em làm chuyện đó, nhưng mà em rất là muốn làm chuyện đó, nên là em chọn là em đi làm trước. Em cũng đi làm bao nhiêu năm ta, chắc là 4-5 năm
Và hôm nay thì trộm vía là cũng được hòm hòm rồi. Mới bắt đầu ca hát nhiều hơn. Và may mắn là được vào The First Management để có thể thực hiện ước mơ của mình một cách nghiêm túc hơn. Coi như là bây giờ là ở cùng một công ty quản lý với rất là nhiều chị đẹp thưa quý vị. Và ngày hôm nay khi mà Vivi đang có mặt ở đây thì chủ đề của chúng ta sẽ là những áp lực của tuổi trẻ. Có thể thấy được rằng là những cái bài hát mà Vivi hát thì nó luôn luôn đem đến cho chúng ta những cái cảm giác nó rất là nhẹ nhàng, giống như là một cảm giác mà dạo này mọi người hay nói là chữa lành á, giống như ca khúc Bồng Bềnh Bồng Bềnh. Nhưng mà dường như là ở cô gái trẻ này thì lại có rất là nhiều những cái nỗi lo. Tại sao mình lại không tận hưởng tuổi trẻ của mình một cách nhẹ nhàng như là bao bạn trẻ khác, mà mình lại sớm đặt cho mình rất là nhiều những cái áp lực, như là một cái điều mà Vivi vừa chia sẻ, là phải làm sao để mà có thể giúp cho bà mẹ càng sớm càng tốt. Em nghĩ là chắc là nó phụ thuộc vào tính cách của mỗi người nữa. Và các bạn trẻ ngày nay em thấy cũng có rất là nhiều bạn giống em, tức là cái trách nhiệm với bản thân rồi với gia đình, với xã hội, đôi khi mình lỡ đặt nó lại cao quá so với cái sự thoải mái của mình. Em nghĩ là cái cuộc sống của mình nó ổn nhất là khi mà mình được cân bằng. Nếu như mà quá lo, quá trách nhiệm thì cũng rất là mệt, rất là ngợp. Nhưng mà lại quá là chill thì cũng không được. Thì em nghĩ là mình cân bằng giữa hai cái đó. Thì trong cái lúc mà em thực hiện cái mong ước kia của em thì em cũng vẫn đi hát, chứ cũng không bỏ hoàn toàn, chỉ là mình gọi là dành nhiều thời gian hơn cho cái công việc kia để mình làm nó nhanh nhanh xong đã, rồi mình sẽ nghiêm túc lại với cái con đường bên đây. Coi như là tuy là còn rất là trẻ nhưng mà cũng rất là biết cách làm sao để mà có thể cân bằng lại được, có trách nhiệm nhưng mà mình vẫn phải làm sao để mình có thể được sống đúng với lại cái lứa tuổi của mình. Cái điều đó nó không dễ nha, tại vì thường là mọi người sẽ là, một là bị áp lực quá thì mọi người sẽ mất đi một chút gì đó gọi là cái cảm xúc của người nghệ sĩ trong nghệ thuật. Nhưng mà còn nếu như mình chiêu quá thì đôi khi là mình lại không biết lo. Làm sao Vi có thể cân bằng được cái điều đó ở một cái độ tuổi rất là trẻ như thế này? Thật ra thì trong đầu em suy nghĩ rất nhiều thứ và em muốn làm rất là nhiều thứ. Nhìn em như vậy mà suy nghĩ rất nhiều. Em suy nghĩ nhiều lắm, em rất mệt mỏi cái sự suy nghĩ nhiều của em. Ủa? Là mình biết cái điều đó. Đúng. Mà mình tự mệt mỏi luôn. Đúng. Nhưng mình vẫn phải suy nghĩ nhiều. Ý là kiểu như mình biết điểm yếu của bản thân, mình sẽ tìm cách để mà cho nó đỡ lại một chút. Chứ nếu là thay đổi hẳn thì chắc là không thể, bởi vì cái tính cách của mình đã như vậy rồi. Nhưng mà em nghĩ là em sẽ có cách để mà cho cái mối lo của mình nó đỡ bị nặng nề hơn. Ví dụ như trước đây khi mà em đi làm á, sẽ có những ngày em thấy rất là mệt mỏi, là tại sao mình lại đi làm ta, mình thích hát mà sao mình lại ngồi đây nhỉ, sao mình lại trả deadline phải làm từ sáng sớm đến tối mà sao sếp vẫn gọi mình vậy. Em thấy rất mệt mỏi, nhưng mà em cố gắng tìm cho mình một cái niềm vui trong cái công việc đó để mà mình tiếp tục làm nó. Thì anh có biết là niềm vui gì không? Đó là tiền. Làm là kiếm tiền thì thế là mỗi tháng mình cũng có tiền để mình để dành để mình làm cái ước mơ kia mà. Thì em thấy là ok, tôi chịu được, miễn là tôi được trả một số tiền xứng đáng. Miễn là đầu tháng đúng không? Dạ. Nghe tinh tinh. Dạ. Hoặc là ví dụ như con đường âm nhạc của em thì hiện nay em chỉ mới bắt đầu thôi, cũng sẽ có rất là nhiều khó khăn và loay hoay không biết là mình phải làm sao đây, giữa mọi người đang rất là giỏi, rất là xinh đẹp, mình không biết làm sao cả. Thì đó là một cái nỗi lo của em. Nhưng mà nghĩ lại thì mình lại đang được làm những điều mình thích. Mình được hát nè, mình được make up xinh đẹp, ăn mặc xinh đẹp, được gặp những người mình rất là ngưỡng mộ. Thì đó cũng là cái niềm vui. Chắc là phải Vi phải chia sẻ một chút xíu với là quý vị khán giả để cho mọi người có thể đó được hiểu thêm về cô gái này. Tức là ngày đó khi mà mình đến với âm nhạc như thế nào, có thể là bởi vì đó là thời điểm ban đầu mình chưa có thể sống được với nghề như thời điểm hiện tại, cho nên bắt mình phải làm một cái công việc. Thì cụ thể công việc đó ngày đó là cái gì? Lúc đó là em làm marketing cho một agency. Trước đây thì em học đại học ngân hàng, nhưng mà sau đó em thấy có vẻ không hợp với lại giấy tờ pháp lý nhiều quá, chi tiết quá. Nói chung là em nghĩ là mọi thứ cũng giống như là duyên vậy đó. Trước đây có một cái em thấy rất là trái ngược ở mình mà em thấy cũng rất là thú vị, đó là trước đây khi mà đi học á, là em giỏi những cái môn tự nhiên hơn. Và môn văn là em rất là dở luôn. Hồi đó giáo viên chủ nhiệm cấp 3 của em là cô Phượng, là mẹ ruột của chị Uyên Linh, là cô dạy văn. Và em nhớ là em cũng hay bị la đó, vì em hay làm toán ở trong vở văn của cô.
Hồi đó em không biết tại sao mà em lại không có thấy cái hay của môn văn. Mặc dù là thầy cô giảng rất là hay, rất là tâm huyết, nhưng mà em chưa có tìm được sự đồng cảm trong những cái tác phẩm đó. Em không hiểu tại sao. Lúc đó chắc em còn chưa có biết suy nghĩ, chưa có sâu sắc hay sao đó. Em không thấy không, em thích những con số hơn. Nhưng mà khi mà sau khi em học xong đại học thì tự nhiên những cái con chữ nó tìm đến em. Thì cái công việc dài nhất mà em được làm sau khi tốt nghiệp đại học là công việc viết nội dung. Thì lúc đó em không hiểu tại sao nó tự nhiên nó vậy. Khi mà cái công việc của mình như vậy thì mình bắt buộc phải tìm hiểu nhiều, phải đọc sách, đọc báo, tìm hiểu nhiều về những cái con chữ đó. Rồi từ từ cái em bắt đầu viết nhạc. Xong rồi em đến tự nhiên luôn đúng dạ, không? Dạ, rất là tự nhiên. Tức là mọi người ngày xưa cũng hay hỏi em là ôi sao hồi đó không thích môn văn mà bây giờ lại viết nhạc và làm thơ lại sao? Nhưng nghĩ là mình có cái nền tảng âm nhạc gì để mà mình có thể bắt đầu cái điều đó không? Hay là mình chỉ cảm xúc như thế nào thì mình viết ra như vậy thôi? Về âm nhạc thì em có biết đàn. Cho nên là em cũng sẽ ngồi viết nhạc với cây đàn của em. Và còn viết lời thì chắc là cũng từ cái trau dồi từ cái công việc viết nội dung đó mà mình sẽ có thêm nhiều những cái từ vựng hay, những cái câu chuyện mình thấy tâm đắc để mình đưa vào những cái bài hát của mình. Vậy thì bây giờ em có thể dành tặng một bài hát mà do em sáng tác được không? Dạ, cho quý vị khán giả. Dạ, vậy thì sau đây em xin được gửi đến anh Bảo và quý vị khán giả một sáng tác của em, bài hát có tên là Những Chuyến Tàu Mùa Hè. Chưa kịp nữa, phố phường lặng im lời ca ngày vẫn cứ trôi dài. Tôi còn mong đợi chỉ là cơn gió qua, em về chốn xa lạ, còn tôi tiếng nhạc đong đưa đời thơ, mặt trời lên xoa dịu giấc. Lại nhau ngày sau liệu ta sẽ thế nào? Qua vạn con đường mình dường như vẫn còn, muôn ngàn nhớ thương ngàn vẫn vương. Nơi mà ta gặp gỡ muôn ngàn hoa rực rỡ chờ. Nơi người đi lặng lẽ, em nhìn theo thật khẽ.
Đúng là khi mà vào đến âm nhạc thì Vivi là dường như trở thành một con người khác nha. Nghe nó rất là dễ chịu, rất là dễ thương luôn. Thường thì điều gì sẽ tạo nên cái chất xúc tác để mà Vivi có thể viết được nhạc? Em nghĩ là nhiều nhất vẫn là những câu chuyện của chính em. Và nhiều thứ hai là những câu chuyện của bạn bè, những người xung quanh em. Và cũng có cơ số một số bài hát là em bịa ra. Bịa ra. Mà cũng mới có gọi là phải có vay mượn cảm xúc, hay là mình nhìn thấy một cái gì đó mình mới viết được chứ, hay là mình tưởng tượng thôi? Dạ đúng rồi, tưởng tượng là ý là em bịa ra đó, nhưng mà em nói bằng cái từ nó kỳ cục. Có một số bài là em cũng không có gặp ở đâu, nhưng mà em tự tưởng tượng ra trong đầu. Và những chuyến tàu mùa hè là một bài như vậy. À, chứ đó không phải là một cái mùa hè năm nào đó. Dạ không, đến là một mùa hè do em bịa ra thôi. Hay, không, anh nghĩ là đó là một trong những cái tài năng của em. Bởi vì thường á, anh để ý là các nhạc sĩ là họ sẽ phải nghe, họ sẽ phải nhìn thấy một cái điều gì đó, một cái câu chuyện nào đó, thì họ sẽ viết nó lên thành âm nhạc. Nhưng mà còn ở đây là em có thể tưởng tượng được nó. Đúng là có khiếu nhà văn. Nhưng mà cũng ít ta nè. Vẫn là những cái câu chuyện của mình là nhiều nhất. Còn chỉ có khoảng 2-3 bài là vậy thôi. Nhưng mà thường là cái điều mà em sẽ lựa chọn để mà truyền tải thông qua âm nhạc của em sẽ là gì? Em muốn truyền tải những điều tích cực. Kể cả đó là một cái nỗi buồn thì vẫn là một nỗi buồn tích cực. Vẫn có lối thoát. Chứ không phải là một nỗi buồn mà không thể tìm ra được cách giải quyết. Thì đó là cái điều em muốn hướng tới. Bởi vì nếu mà em tự xét về bản thân mình, em cảm thấy là bản thân mình có nhiều điều tiêu cực hơn. Em hay nghĩ đến những điều tiêu cực. Ví dụ như bây giờ em hát một bài hát cho anh nghe đi em. Một bài hát tổng thể nó cũng ok, không quá tệ. Nhưng em sẽ luôn chỉ nhìn vào những chỗ em hát sai, em hát bị lỗi. Em là kiểu người như vậy. Và em biết đó là điểm yếu của em, cho nên là em mới viết nhạc ngược lại với em. Để em gọi là giống như là từ từ nó sẽ vận vô mình. Dạ, rồi trong mọi thứ thì em để ý một chút là chỗ này mình đang tiêu cực quá nè, phải suy nghĩ tìm ra cái điểm tích cực của nó để cho mọi thứ nó nhẹ nhàng hơn. Không, anh nghĩ đây rồi, cái này mới là tài năng của em nè. Tại vì thực ra là có nhiều người mà đặc biệt là không phải là mình nói chung tất cả đâu, nhưng mà chúng ta thường hay rất là khó để mà có thể nhận biết được đâu là cái điều dở ở mình. Nhưng mà ở một cái độ tuổi như em lại có thể nhìn ra cái điều đó rất là hay, và em biết được rằng là nó thường hay diễn ra đó, nhưng mà mình biết cách để mình có thể gọi là đè nó xuống, lắng nó xuống, để mà mình có thể hướng đến những cái điều tốt hơn. Cái điều đó không có dễ, là do em tự nhận ra hay là có lúc nào đó là có một ai đã nói với em câu chuyện này? Chắc là em tự nhận ra quá. Tại vì tự nhiên một ngày em suy nghĩ là ủa sao mình cứ thấy mọi thứ nó tệ vậy, sao cuộc sống này của mình tệ dữ vậy sao. Kiểu như là em thật sự nghiêm túc với nó luôn. Em lấy một cuốn sổ ra, em ghi những thứ mà em đang rất khó chịu. Những thứ mà em cảm thấy tệ quá, cuộc sống của mình quá tệ, không thể chịu được nữa. Em ghi ra, và em ghi ra những thứ mà em đã làm được và em thấy hạnh phúc với nó. Và em thấy là cái điều hạnh phúc thật ra nhiều hơn. Nên là em thấy là mỗi khi mình tiêu cực vậy thì cứ ngồi viết ra như vậy thì mình sẽ biết cái vấn đề mình đang gặp phải ở đâu. Cái ý này hay nha. Nhiều khi mình không nói được cái điều tiêu cực đó ra với bất kỳ ai, nhưng mà mình có thể mình ngồi mình viết nó ra. Và đôi khi chúng ta hay giả định là cuộc sống của chúng ta có quá nhiều những cái điều tiêu cực, nhưng mà khi chúng ta viết ra rồi á, chúng ta mới định lượng được nó một cái chính xác. Và rồi ở phía bên kia thì chúng ta viết ra thêm những cái điều tốt đẹp trong cuộc đời của chúng ta, thì phát hiện ra cuộc đời chúng ta còn rất nhiều những điều tốt đẹp, chứ không phải nó ít như những gì chúng ta nghĩ. Thông minh nè, anh sẽ học cái điều này. Ở tuổi của em thì những cái trăn trở nhiều nhất đó là cái sự nghiệp của mình. Biết rằng là mọi thứ nó đều phải theo thứ tự mình cứ đi rồi mình mới đến được, nhưng mà đôi khi mình vẫn cảm thấy có một chút sốt ruột. Em vẫn có sốt ruột và em vẫn mất kiên nhẫn ở một vài giai đoạn trong đời mình. Nhưng mà mất kiên nhẫn rồi thôi, chứ sao, không lẽ mình bỏ. Tức là em nghĩ rằng cái điều khiến em có thể kiên nhẫn được đến hôm nay là cái tình yêu của mình dành cho cái việc mình đang làm nó nhiều như thế nào. Giống như khi mình có một mối quan hệ với một người nào đó, chắc chắn là không thể nào mà hòa hợp nhau 100% được. Nhưng mà cái tình yêu của mình dành cho người đó sẽ nhiều đến như thế nào để mình có thể chấp nhận được những cái tính xấu của người đó. Thì em nghĩ là trong sự nghiệp hay trong cuộc sống cũng vậy. Cái con đường em đi nó sẽ có rất là nhiều những cái khó khăn, và con đường mọi người đi cũng vậy. Nhưng mà mình xem thử là tình cảm của mình dành cho cái việc mình đang đi này nó nhiều đến như thế nào để mình tiếp tục.
Còn nếu mình cảm thấy là thôi mình mệt mỏi quá rồi, mình nghĩ là mình không có thích cái chuyện mình đang làm đến nhiều đến vậy đâu, thì mình có thể ngưng ở đây. Mọi thứ là do mình lựa chọn thôi. Tức là một cô gái mà người ta hay dùng cái từ, biết các bạn trẻ hay dùng là overthinking, suy nghĩ quá mức, đúng không? Dạ. Nhưng mà lại biết cách để mà có thể là làm giảm nhẹ nó, thậm chí là làm cái điều ngược lại. Giống như là mình suy nghĩ tiêu cực quá thì mình sẽ truyền tải những cái điều tích cực thông qua âm nhạc của mình. Rồi bản thân mình là một người sống rất là vội, mình rất là muốn được khao khát được chạm đến thành công một cách nhanh nhất có thể. Bởi vì nhiều khi mình thấy bạn bè xung quanh mình cùng lứa với mình họ đã ở một cái mức độ nào đó rồi thì mình vội, nhưng mà rồi là mình lại viết những cái bài hát nó rất là nhẹ nhàng. Dạ. Nó có phải là một cách để mà mình tự nhủ với chính mình không? Em thấy là nhạc của em như nó ngược với người của em. Ủa bây giờ ý là kiểu chắc là nhạc của em là những thứ mà em muốn mình trở thành. Em nghĩ là trong giai đoạn này chắc mình thiếu cái đó. Nên mình suy nghĩ đến cái đó nhiều. Mà mình nghĩ đến cái đó nhiều á thì nó sẽ tự tan ra trong cái nhạc của mình, trong những cái cách mình thể hiện ra. Coi như là mình cứ tự nhiên và để cho cảm xúc dẫn dắt chúng ta đi thôi, chứ cũng không phải gọi là quá áp lực, đúng không? Dạ. Yeah. Thôi thì bây giờ là có thêm một bài hát nào nữa mà do chính em sáng tác được không? Tại vì anh nghĩ rằng là những quý vị khán giả nào đã biết Vivi thông qua những nền tảng xã hội rồi thì chắc chắn đã quen thuộc. Quý vị khán giả nào mà lần đầu tiên ngày hôm nay thông qua Thanh Âm Hạnh Phúc mới được nghe Vivi hát thì chắc là rất là muốn được biết thêm về cô gái này thú vị như thế nào. Vậy thì chắc em xin gửi đến mọi người một bài hát do em sáng tác. Bài này cũng là em tự viết để an ủi mình trong những ngày gọi là ồn ào. Thì đây cũng là một bài hát rất là nhẹ nhàng, bài hát có tên là Về Miền Cỏ Hoa. Ngày vừa lên trong nắng vàng, mùa yêu dấu đã ghé ngang, miền cỏ hoa thơm ngát hiện lên trong trên cao mây trắng bay, mùa vui ấy đã đến đây, em có hẹn với nắng hoa cỏ cây. Tựa mình trên những đám cỏ, thả trôi hết nhẹ đám đầu, để hôn em bay giữa trời bao lá gió. Trời mây xanh ngát, ngồi yên cho nắng thương, nắng vương hồng đôi
gió người đến rồi xa. Chắc là quý vị khán giả cũng sẽ có cùng cái sự cảm nhận với lại Quang Bảo, đó là đây thực sự là một cái bài hát nó đem lại cho chúng ta một cảm giác cực kỳ dễ chịu. Nhiều khi mình chỉ cần được yên một chút xíu thôi, nhiều khi mình chỉ cần được tháo bỏ ra hết tất cả những cái bộn bề cuộc sống ở ngoài kia để mà được là chính mình, được sống thật với cảm xúc của chính mình. Nếu như mà được làm một cái điều giống như chủ đề của ngày hôm nay, thật sự nha, bỏ hết tất cả mọi thứ, mình cho phép cái giây phút này mình được bỏ hết những gì thuộc về trách nhiệm của mình để được là VV nhất, thì lúc đó sẽ là một VV như thế nào? Em nghĩ là chắc là em sẽ ở nhà ăn cơm với ba mẹ, coi phim với ba mẹ. Nếu mà bỏ hết tất cả những trách nhiệm còn lại thì em chỉ muốn được có những phút giây vui vẻ bên gia đình thôi. Thôi vậy không được. Mình làm nhạc sĩ mà mình phải sáng tác. Nếu mà là âm nhạc, về khía cạnh âm nhạc thì sao? Một VV cho âm nhạc sẽ như thế nào? Em cũng khá là tò mò. Đôi khi em nghĩ là nếu mình không có quá là, nếu không mình không phải mình bây giờ thì âm nhạc của mình viết sẽ như thế nào? Em cũng rất là tò mò. Em nghĩ là chắc là sẽ ồn ào, sẽ náo nhiệt, sẽ hip hop, sẽ... Sao mình không thử một lần làm điều đó đi? Chắc là tại vì bây giờ cái kiểu nhạc này nó đang đúng với suy nghĩ của em nhất, tính cách của em hiện tại. Âm nhạc nó nên thể hiện những cái gì thật nhất trong cảm xúc của mình ở thời điểm hiện tại. Thì em sẽ viết ra như vậy. Coi như là bản thân mình cũng hiểu rất là rõ cái điều mình đang làm và cũng sống rất là thật với chính cái cảm xúc của mình. Và sắp tới em đang cùng với công ty thực hiện một album gồm những bài hát mà nó đã gọi là xoa dịu em trong những lúc em cảm thấy mệt mỏi và áp lực với cuộc sống, và em mong là nó cũng sẽ có thể xoa dịu cho mọi người. Em rất là thích làm album, em không biết tại sao từ đó đến giờ rồi, tức là em mỗi một cái vấn đề hay một cái chủ đề em cảm thấy em viết một bài là không đủ, em muốn có nhiều góc nhìn khác nhau cho một vấn đề đó, và hôm nay em sắp làm xong rồi. Em đang rất là nóng lòng để gửi đến tất cả mọi người. Album sẽ không bao giờ là bao gồm 10 bài hát hay nhất của một ca sĩ, mà nó sẽ phải có cấu trúc ở trong đó. Và để đi được cả một cái album thì thậm chí có nhiều ca sĩ đã hát nhiều năm, có rất nhiều bài hit cũng chưa chắc đã làm được. Điều này vừa mang lại được hai góc nhìn nhé. Cá nhân anh nhé. Một là mình khẳng định được cái tôi âm nhạc của mình. Hai thì nó sẽ đem lại rất là nhiều những cái áp lực, bởi vì đây là những bài hát mà mọi người chưa bao giờ nghe. Em đang suy nghĩ về hướng nào? Thật ra là ôi sao khúc này em lại suy nghĩ đơn giản nhỉ, em không còn là em overthinking nữa. Lúc mà em viết thì em không có định là sẽ làm album, nhưng mà khoảng chừng được 3 bài em bắt đầu có ý tưởng là sẽ dùng 3 bài hát này cho album sắp tới của mình, và mình tìm ra những cái mảnh ghép còn thiếu trong cái album này để mình tiếp tục viết. Thứ hai anh nói là đây là những bài hát hoàn toàn mới và khán giả chưa quen thì em nghĩ đây mới là cái cơ hội để mình giới thiệu những bài hát mới của mình cho mọi người chứ. Ví dụ như album của em 8 bài chẳng hạn thì mọi người ít nhất cũng phải có được một bài mà mình yêu thích. Tại vì nó là nhiều những cái góc nhìn khác nhau, những cái loại nhạc khác nhau mà, thì em tin rằng là ví dụ như mình chỉ ra một bài thôi thì mình sẽ có thể người này thích hoặc người kia không thích. Nhưng nếu ra một album thì trong đó lại có nhiều cái góc nhìn khác nhau, thì sẽ có người này thích bài này, người khác thích bài khác. Và em nghĩ là với những nghệ sĩ mới thì nên ra nhiều để khán giả hiểu về mình, chứ người ta sẽ không thể hiểu mình qua chỉ một bài hát được. Thì càng có nhiều chất liệu để khán giả biết là cô bé này hát nhạc như thế nào, có những câu chuyện như thế nào. Cá nhân Quang Bảo sau này khi mà nhìn thấy rất là nhiều những ca sĩ trẻ họ làm album á, mình rất là mừng. Mình mừng cho một nền công nghiệp âm nhạc của Việt Nam của chúng ta đang ngày càng tiệm cận hơn với thế giới. Chỉ khi nào mà các bạn có thể tự sáng tác được ca khúc của các bạn sống với ca khúc đó, các bạn thể hiện ca khúc đó, thì đó mới chính là các bạn nhất. Và khán giả mới thực sự là hiểu được người nghệ sĩ đó thông qua âm nhạc. Rất là trong đợi cái album sắp tới của Vi. Vậy thì không biết là nếu như mà được chọn một bài hát cuối cùng của chương trình ngày hôm nay để mà dành tặng cho quý vị khán giả, thì Vi sẽ chọn bài hát đó là bài hát nào? Dạ chắc là cho em xin được chọn một bài hát của thần tượng của em. Đó là chị Mỹ Tâm.
Hát này em cũng có hát ở trên mạng xã hội rồi và được các bạn cũng rất là yêu thích. Đây là một bài hát đã rất là lâu rồi, một bài hát mà em rất là thường hay nghe bởi vì cái ý nghĩa của nó rất là tích cực. Đó là bài Đôi Cánh Tình Yêu. Không chọn bài hát album của mình. Em chưa bật mí được. Vậy là chưa tới lúc thôi. Rồi xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe Đôi Cánh Tình Yêu ạ. Cái cảm giác rất là khác so với lại một cái phiên bản Mỹ Tâm mà anh đã từng được nghe. Cảm ơn Vivi. Có thể thấy là ngày hôm nay Vivi đem đến cho chương trình một cái nguồn năng lượng nó nhẹ nhàng, nó dễ chịu, nhưng mà cũng đâu đó thấy được cái sự khao khát ở trong chính con người của Vivi. Như Vivi nói đó, nhiều khi Vivi cũng đang phải rất là tự đặt áp lực cho chính mình rồi cố gắng là chạy theo những gì đang ở ngoài kia, cũng như là những người bạn đồng trang lứa của mình. Vì thì mình đã đi qua cái điều đó rồi, thì nếu như có một cái điều mà có thể chia sẻ lại với mọi người thì nó sẽ là cái gì?
có hai điều quan trọng nhất, đó là kiên nhẫn và chăm chỉ. Thì mọi việc mình làm đều sẽ đến đích. Em tin là như vậy. Chỉ cần kiên nhẫn thôi, dù có chuyện gì cũng không bỏ cuộc. Thì em nghĩ là mình chỉ thất bại khi mà mình bỏ cuộc nó. Còn nếu mình đã không bỏ cuộc thì vẫn còn cơ hội để thắng. Nhưng mà trong cái lúc mình kiên nhẫn đó thì tất nhiên là mình cũng không phải là nằm há miệng chờ sung, mà phải chăm chỉ, phải tìm tòi, phải học hỏi và phải biết là mình đang còn thiếu sót điểm gì để có thể ngày càng cải thiện, trở thành một cái phiên bản tốt nhất của mình. Thì đến khi mà mình đã đủ chín rồi thì em tin là thành tựu sẽ đến. Hay quá. Cảm ơn Vivi đã đem đến đây không chỉ là những bài hát rất là dễ thương như thế này, mà còn là một cái điều mà đôi khi chúng ta hay bị lãng quên trong cuộc sống. Chúng ta chạy theo quá nhiều những cái ước mơ, mà thực tế là nhiều lúc chỉ cần mình chọn một cái điều gì đó, mình thật sự đam mê, mình thật sự khao khát, mình kiên trì và mình chăm chỉ với điều đó thôi, thì cái điều đó nó cũng hoàn toàn có thể đem lại được những cái giá trị tích cực dành cho những người xung quanh. Cảm ơn Vivi và cũng xin được cảm ơn quý vị khán giả. Và hy vọng là quý vị sau buổi chương trình ngày hôm nay cũng đã có được những cảm xúc thật là đẹp. Xin chúc quý vị sẽ có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ. Và xin được hẹn gặp lại tất cả quý vị vào những số tiếp theo cùng với Thành Nam Hạnh Phúc. Đó thì Andy mới gặp một cái bạn đó, thì bạn nó kêu là bây giờ bạn có muốn có tiền chơi điện tử không, đi với tôi thì chỉ cho cái. Em mới hỏi là đi làm gì, đi đánh giày với bùi diện nha. Đó, xong rồi thì em mới đi.